con này nó chơi được hai cầu lo nha nè, bốn lo nha. Là mà đang nghe cầu một này, nó ao ít này, không phải bằng qua xuồng, bằng qua ao ít lonet này. Bát tép nó nhiều lắm nha nè, mà bát tép bát cũng nhiều mà tép nhiều thì dám này tép này. Thì theo anh em thích nghe gì nghe nha, mình mà nghe ấm thôi rồi không thích nghe tép nhiều nha. Mình đang nghe qua cái cặp mà xi men của Đức nha, mình ghép tạm thôi. Đúng ra nó ghép mấy cái lo ba đường tiếng đồ này nọ của Mỹ rồi là thùng nó hay nè. Ok chưa? Con này là của hàng bãi về nha anh em, hàng cam về nha. Đó, nó móc một cái nút vô đây nè, nút này nè, nút là không phải của nó đâu nha. Nguyên bán luôn nha, con này bao riêng nha anh em. Nè đó, EQ nè. Nó anh em muốn chỉnh theo ý là bật vô in này nè. Đó thì anh em thích nha. Nếu mà không thích mà tùy chỉnh á. Ba len đồ ok nha. Nên ngõ vô phono là có hai cổng nha, cổng tuner này, cổng out tappy 12. Đó, chung nghe hay anh em, hay. Ở đây mình cũng có mấy con audio này nọ mình thử rồi nhưng mà không có qua con này nha, mà đang quản hay con này nè. Thì anh em thích nghe, mình thích nghe ấm thôi, bass cũng vừa thôi, mid vừa. Mới nhiều xíu. Tép này nhiều lắm nè. Anh em nghe không? Xẹt xẹt không? Tại vì cơ bản cái lo của Đức là cái tiếng mic tép nó đã nhiều rồi. Đó. Còn có một số người ta thích đặt nó kêu đây nè. Kiểu vơ nè. Không, nhưng mình không thích nghe tép, mình cắt con bớt. Được chưa? Nghe tối tối màu giống như bàn cối thôi.